chị đó thì tình trở về sân khấu để tiếp cận sân khấu. Có đôi để cảm ơn với tập thể cũng và quý vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Sóng ơi, ý ai đánh bạc sòng làn khẩn mất sân khấu. Mi khẩn được sòng sửa với các bà đấy mà là con mẹ bản cuốn của bà bó nọ. Và lần đầu tiên cho phép MC Huân Nổi đến từ bản Trường Công, xã Thanh Yên. Và nhà giảm rất hoàn trang của anh Hương và nhà cameraman của em Văn Ngân. Người được chào và được chúc tốt đẹp nhất đến tập thể của các vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào kính mời gia chủ của chúng ta trở về. Và quý vị chúng ta hãy nở một tràng vỗ tay để chào đón đại gia đình hạnh phúc của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị ơi. Vâng, kính thưa tập thể, quý vị trân trọng và kính mến, mỗi con người chúng ta sinh ra và lớn lên ai cũng có khao khát và hai điều để mong ước, đó chính là xây nhà và dựng cửa và gia đình hạnh phúc. Và anh chị đã làm nên một căn nhà rất là khang trang và mơ ước mới đâu nay của anh chị đã thành hiện thực. Và hôm nay đúng ngày lành tháng tốt, ngày 3 tháng 2 năm 2024 và tức ngày 24 tháng 12 năm Quý Mão, bữa tiệc được tổ chức tại gia chủ của anh Lương Văn Toàn và chị Lò Thị Tình trong buổi trưa ngày hôm nay tại bản Na Có, xã Phong Lóc, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Rồi Văn Ngọc thì giây phút kim cương đã đến, mừng tân cha đại cát của anh Lương Văn Toàn, chị Lò Thị Tình xin phép được chính thức tuyên bố tân gia đại cát. Xin phép được bắt đầu quý vị ơi, mời một tràng vỗ tay đi ạ. Rồi bất cả hoàn tiếng tràng vỗ tay của tập thể quý vị, như hương như hoa đã tỏa ra sân khấu là chứng minh cho đại gia đình của anh chị và hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, kính thưa tập thể quý vị trân trọng và kính mến, người ta thường có câu đàn ông xây nhà, làm bà xây tổ ấm. Và anh chị đã cùng nhau vươn trải mọi khó khăn và cùng nhau tích góp đã làm nên một căn nhà rất là khang trang và mơ ước mới đâu nay của anh chị đã thành hiện thực. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, đại gia đình của anh chị đã tổ chức long trọng mừng đế tân gia đại cát. Và được sự có mặt đông đủ của tập thể quý ông quý bà, quý cha quý mẹ cùng cô dì chú bác gần xa, là vất chốt thời gian và ngọt từ giờ quý báu của mình, thì ban tổ chức chúng tôi xin được ủy quyền thay đại gia đình của anh Lương Văn Toàn và chị Lò Thị Tình có đôi lời để cảm ơn đến tập thể cũng mời quý vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Và bước sang năm mới 2024, Huân Nổi xin được kính chúc tập thể quý vị các bác anh chị có một bầu trời sức khỏe và luôn vui vẻ và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chị thời ảnh ấy mà nằm vào mẹ bản quảng ơi, thì sẽ mong đúng sẽ không khí sầu của bà mở là có biết khó đừng sòng sườn bánh cắm ở này mà nó còn mè bàn cuộc của bà mở sau này tàn bà sắp quả chứ hơn ai đương bật toàn cánh bài xì lo thì tình của bà mở tư thế câu khỏe sòng chiếc đôi lời trường của trà đề chiếc đôi bí thử của trà quàng chiếc quả đàn hạng thành chiếc mẹ êm tanh này nhắc thành sàn chiếc ải cánh ngọc nằm nhắn kìm ke ở nhắn chào khỏa đồn khẩu lặn sắp quả mạnh như ai thì nó dạy kịp tó bàn tó cuồng tó hiên tó trầu có biết có ngàn nè có biết khẻ là hay bảy hoay của trăm năm làm của bác cùng con nước trắng nà buồn phà trắng đượm buồn phà đượm buồn đường đượm trẻ phè cùng chắc bà và cha nàng chầu đúng sao sao còn lại tỉ bí lại cầu lúc đạn trắng cả vùng sống khám để nước nhà giàu có tiền tàu vượt chi các bạn nhang xin phỉ lì sắc bón anh chị trắng bà kiếm này bài mi chi ca hiện chậm còn mày hốc hồn gốc nằm đồng bằng phà đáy đen hiện còn đai cho bà mở ấy mà nó quả mè bạn quả ơi kiếm khẩu đó có bé này rút này kiếm lanh cánh kiếm ngay có bé này rút đà nguyên phải phát nó chẳng này co giòn nguyên phải hộp chẳng này co phì nguyên phải cháy có bé giống xìa này nguyên phải quay có bé giống xìa đà nguyên phải cả chẳng này phát ngừng ha của bé tu giúp bản cò chứ nguyên lạng quàng chứ này chẳng bảo xì mặn cái ba hay chẳng bảo bếch lai cái thái hiền chẳng phải có ai đúng thờ cả có tè vụt mày chẳng phải có ai đúng thờ giỏi bác say chẳng phải thiện viện nguyên sòng hàn sạm hàn thiên phản biết lẫn làm sùng vẫn xếp cái bàn tè na cho nên chẳng này lát mốc chẳng co sao bón của mấy anh chị giảng tàu có bà có đi đằng sau là giảng một điều tánh hám thường mắt non bà con thì mới rú áo đồ ở làn thì mới mả mắt phe áo thao áo ké thì mới bàn mới dân chẳng bà mưa sai kéo ma mưa quả hà đầy chẳng tổ chức nền hoàn bàn cuồng chẳng mi mùi nhá mất tỉ vai pi mất hà chẳng mi đầu mùi bu ma đạp đông cổng xú cái này sọ cáo sọ mây ải ấy mà là quả mè hâu hạt tay phải thìa băng cằm thấy nó nửa sửa đi hòa bình kiềng khí xe máy đáy tan đường phát
tổ bắt tôm bắt cho mưng cả các dân trưởng chúc khỏi mà đi bàn luật pháp chúc khỏi có hết sẵn ẩn xưa thứ nhất sở chúc khỏi của mẹ ý ai cánh bà sòng làn hương nà sào mặn dệt kịp phá tai nà khẩn ba ba bị máu đều khẩn rông rông sắc cổ khỏi tháp khẩn giam giam sắc tổn ba ba cổ có nơ đầu hung sắc bào sầu sắc nhọt đảnh khoai đó mà mi khoai khẩu của máy na kịp khẩu tiền đủ tẩu mà nhớ sừng rau mới để nơ hảo phản này ý ai nơ thứ sòng ba ba ước bà nó pha sức khỏi sau này tạc nà sắc bón trương sườn sau này chúc nhau hải ế bà ngọc bà mè bàn chuồng ai nào đang hiếm ít bao đó sáo này bao cụ chờ bàn ai nào đang hiếm ít làn đó mới làn phủ thăng nhé thù làn đảo đang hiếm ít chù đó sáo này chù phủ chẳng khưng chờ ta khai bà nà chúc hải ế bà ngọc bà mè bàn của hâu ơ ba phỉ máu đâu bền lắm tuổi sầu khẩu ơ ba xong giảm khoác khả phú mơ bà ngọc bà kềm xài ai ế bà ngọc bà mè bàn của ơi phú mơ bài đó bà ngọc bền phẩm phú mơ bàn cánh cà phê đó bà kềm vuông bày ca đó bà lại ngân hẳn khải quán bà lại ngân kiều tiêu ta mà lại phải lại ngân này ế bà ngọc bà mè bàn của ơi hảo khăn mới đẹp ơi xin mời quý vị vị trân trọng và kính mến lại gia đình hạnh phúc của anh chị đã làm nên một căn nhà rất khang trang và được sự có mặt rất là đông đủ của toàn thể quý ông quý bà quý cha quý mẹ cùng cô dì chú bác gần xa đã vẫn chốt thời gian và ngọc thì giờ quý báu của mình để cùng nhau trở về với trung tâm bữa tiệc và dùng bữa cơm thân mật của đại gia đình và anh chị và